Cặp này sập đấy không biết dính con gì nhá các bác nhá. Bạt ở đây này. À đây. Dính con sóc nha các bác nhá. Sóc. Thì gỡ nó ra các bác nhá. Trên này thì có một cái kẹp sập đấy à. Đến đây là thấy dính con chuột nha các bác nhá. Đang dưới này thấy dính con chuột ở đây. Không có ngày nào lên mà không dính chuột. Ui giời, chuột bự nhá. Ngày hôm nay trời mưa toàn là dính chuột thôi các bác ạ. Gỡ nó ra nhá. Vừa đi ngang qua gặp con rúi nhá các bác nhá. À, đạp con rúi nhá. Ôi chạy rồi. À, ui giời. Ui giời. Khủng thế các bác ơi. Tay không đau. Wow, quá tuyệt vời luôn. Tốt to luôn nha các bác nhá. Chỉ khèo cái đá này này. Khèo đá này xong đến đây là đến con rúi rồi. Con này không sâu. Ui giời. Ui, quá tuyệt vời luôn. Các bác xem to chưa? Ui giời. Đào từ đây đến đấy này, chỉ khèo một cái đá là đến rồi các bác ạ. Rất to luôn. Quá tuyệt vời. Ui giời, còn dưới đục nhá. Bác xem to chưa? Bây giờ mà tay cầm máy này không tốn được đuôi để quay cho các bác xem. Rất may mắn nhá. Này đào chỉ thế thôi. Chọc thùng lỗ xong này khèo cái đá này này. Khèo cái đá này ra này thấy luôn rồi. Chưa kịp lấy máy ra quay. Ui giời, quá tuyệt vời. Tôi sẽ bắt nó nhá các bác nhá. Cặp này là sập bẫy dính con chuột này các bác này. À. Ui giời, toàn dính chuột thôi. Mưa rất hay dính chuột nha các bác nhé. Tôi sẽ gỡ nó ra nha các bác nhé. Cái này là sập bẫy dính con sóc này các bác. Sóc đầu đỏ nha các bác nhé. Sẽ gỡ nó ra nha các bác nhé. Kẹp này là dính con chuột này các bác này. Lắm chuột thế này. Sẽ thử dính con chuột nha các bác nhé. Tôi sẽ gỡ ra nha các bác nhé. Cầm này sập bẫy dính con chuồng đường mái nha các bác nhé. Ui giời, rất to luôn. Chết đi rồi. Các bác này. Bắn nát trên này luôn. Ui giời ơi. Chuồng đường mái khủng luôn. Này. Này dài đấy nhỉ. To luôn nhá. Ui giời ơi. Này to thế nhỉ. Chết đi rồi. Tiếc quá các bác ạ. Một gang này. Hai gang này. Ui giời, to đấy. Bấy ở đấy nhá các bác nhá. Ui giời. Dạo này dính thú hay chết lắm. Trời cứ mưa. Mưa được gần tháng rồi không tạnh mưa qua.
Ui giời, con này quá to, lúa nó ra nha các bác nhé. Để sập bẫy dính con chuột này các bác này. Ui. Ui giời, con này to luôn. Lúa nó ra nha các bác nhé. Cả này sập bẫy không biết dính con gì. Bác này, cái bạt đây, lôi vào đây nhé các bác nhé. Cái đường rất to luôn, không biết là con gì. Bác xem này, nó lôi cái đường vào đây rất là to. Lôi cả cây đi nhé các bác nhé. Này chắc là con thú to rồi. Phá nát chỗ này hết luôn. Kéo ở đây này. Con này, này. Phá thế này, này. Kéo cái đường này các bác này. Lôi vào đây là con thấy rồi nhé. Con này chắc là dính là hàng khủng à. Cái đường này rất to luôn. Mà tìm xung quanh này không thấy nha các bác nhá. Chịu à. Chắc dính chồn hương rồi. Ôi giời ơi. Gáy nát hết cái xung quanh này. Không biết là con gì luôn. Luôn là con gì nhỉ, lối từ trên này xuống là con này. Rồi tạm dừng video để tìm xem có thấy nhá các bác nhá. Con này biết dính là con gì, con này chắc phải trên 10 cân, không biết con gì. Buộc cây bằng ngón tay mà lôi được đi nhỉ. Bấy ở tí chân này nó lôi xuống đây. Chịu quá. Tạm dừng video để tìm xem thấy nha các bác nhé. Đây có cái kẹp sập bấy à. Dính con mèo hoang nha các bác nhé. Ui giời ơi, dính con mèo hoang. Ui giời. Con này ít khi thấy được. Con này gớm lắm. Ui giời. Ghê thế. Ui giời. Con này không dám đi gần luôn. Con này ghê lắm. Ui giời ơi giời. Quá ghê luôn. Sợ thế. Mày gớm lắm. Ui giời. Mày gớm lắm, không biết làm sao đây bây giờ. Giấy nát hết cái này luôn. Thế này làm sao đây? Ghê chưa? Tôi sẽ gỡ nó ra nha các bác nhé. Gỡ nó ra nè. Dừng video để gỡ ra nha các bác nhé.
Kèm này sập bẫy dính con chuồn nha các bác nhé. À. Hôm nay mùa tràn lắm các bác ạ. Vướng ra nha các bác nhé. Kẹp này là sập bẫy dính con sóc này các bác này. Sóc nha các bác nhé. Giờ trời tối rồi, phải gỡ nó ra nhanh, sau này tiếp tục đi xem nha các bác nhé. Kẹp này là sập bẫy dính con chuột nha các bác. Lôi vào đá nhé. À, toàn dính chuột thôi. Gỡ nó ra nha các bác nhé. Trời tối rồi.